Phúc XO có thể bị truy tố tới 15 năm tù. Ngày 29 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố tội danh chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1982, thường gọi là Phúc XO cùng với 8 đồng phạm. Cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc Phúc XO phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Trước đó, dạng sáng ngày 10 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với công an quận 12 đã kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke XO trên đường Trường Trinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Phúc XO làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke. Ngoài ra, tại nhiều phòng karaoke có những tăng vật liên quan đến việc sử dụng ma túy, với 89 người nghi sử dụng ma túy. Trong quá trình khám xét quán karaoke XO, phòng cảnh sát hình sự đã thu giữ và niêm phong tại hiện trường 56 viên thuốc lắc và 3 bịch bột trắng nghi là ma túy. Hiện số ma túy này đang được giám định. Phòng cảnh sát hình sự đã đưa Phúc XO và 8 người khác, nhân viên của quán karaoke về điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn lại 80 người, khách và nhân viên phục vụ tại quán karaoke được bàn giao cho Công an quận 12 phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Đến chiều ngày 10 tháng 4, cơ quan chức năng xác định có 39 người bị kiểm tra cho ra kết quả dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai nhận bản thân cho phép khách đến quán sử dụng ma túy. Chưa hết, anh này còn chỉ đạo nhân viên mua dùm ma túy nếu như khách yêu cầu rồi tính phụ thu. Trung bình mỗi ngày quán karaoke này có từ 5 đến 8 phòng hát có khách sử dụng ma túy, như vậy mà Phúc XO thu khoảng 120 triệu đồng lợi nhuận mỗi tháng. Phúc XO từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi được biết đến là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam, có thời điểm mà Phúc đeo trên người gần 20 kg vàng mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Phúc XO còn sử dụng nhiều vật dụng bằng vàng như là siêu xe mạ vàng, mũ vàng, dàn xe máy mang biển kiểm soát ngũ quý cực độc, siêu xe ô tô hay mô tô hiếm có tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai nhận với cơ quan điều tra rằng toàn bộ nón vàng, dây chuyển vàng đều là giả. Phúc thấy người dân hiếu kỳ nên làm để thu hút sự chú ý câu view. Ngoài ra, dàn xe biển số ngũ quý của đối tượng này thực chất cũng là biển số giả.